Là một người yêu MU, David Beckham cũng chăn trở về tương lai của đội bóng như bao cổ động viên khác. Trên NBC, anh đã gửi thông điệp đề nghị các ông chủ hiện tại Glazer trao lại quyền điều hành. Và phía được David Beckham ủng hộ chính là các nhà tài phiệt Qatar, những người mà anh thừa nhận là tôi có mối quan hệ tốt từ thời khoác áo PSG, bên cạnh đó là vài thương vụ làm ăn trong những năm gần đây. David Beckham nhấn mạnh hiện tại không hề có sự ổn định ở Manchester United. Tôi muốn những người chủ mới tiếp quản câu lạc bộ và đưa nó trở lại vị thế vốn có. Tôi không nói những người chủ hiện tại đã làm việc tồi, bởi vì dù sao thì chúng ta cũng rất thành công. Nhưng với tôi, đây là thời điểm thích hợp để người khác nắm quyền và tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc sang nhượng được lòng tất cả các bên. Đây là thời điểm thích hợp. Tôi lớn lên ở Manchester từ khi còn trẻ và ở đó đã từng có một chu kỳ thành công. Chúng tôi từng có cùng một người quản lý, Sir Alex Ferguson, và cùng một chủ sở hữu. United sẽ luôn là United, một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Được biết, các ông chủ MU vẫn muốn nâng giá bán đội bóng từ 6,5 lên 7 tỷ bảng rồi từ 7 tỷ lên 7,3 tỷ bảng. Động thái này khiến doanh nhân Sheikh Yassin, dù được hậu thuẫn bởi các tập đoàn hùng mạnh của Qatar, cảm thấy không hài lòng. Ông tuyên bố sẽ chỉ chi ra tối đa 6 tỷ bảng cho thương vụ. Cũng xuất hiện những thông tin cho rằng Sheikh Yassin sẽ đưa Beckham về MU nắm vai trò đại sứ nếu như nắm quyền sở hữu đội bóng. Nhưng cựu danh thủ người Anh đã phủ nhận. Hiện tại, không có cuộc thảo luận nào về chủ đề này. Tôi có mối quan hệ lâu dài với các doanh nhân Qatar nhờ thời gian ở PSG. Mọi người sẽ nói có một mối liên hệ và tất nhiên chúng tôi sẽ thảo luận về nó, nhưng hiện tại, vẫn chưa có cuộc thảo luận nào cả, Best nhấn mạnh.